Tôi đánh giá rất cao phù này. Ui ui giời ơi. Mùa. Ui. Và mình thành công đến từ cái đồ chia sẻ. Đến mệt mà. Rồi Katasam đối đầu với cái hit phô thì phải. Rồi các bạn là phô hit. Chim sẻ nắng là người được cầm Summer. 98 ở trận đấu này là người được cầm Phonesian. Và Nam Song Kyu được cầm con Katha đôi voi. Và cái thủ Hello Chip Boy là người được cầm Hitty. Đội bạn là 4-hit, quân đội bạn đẹp hơn chúng ta. Cùng tuyển Hitty, kèm với đó là một con 4F đời rất mắc binh ở trong map la. Đây là máy của game thủ Chim Sẻ. Sẻ trận đấu này là bài đấu được cầm Sumerian. Chất quân chúng ta yếu hơn đội bạn. Cả Katha và cả Summer. Summer sẽ yếu hơn Hitty. Và Katha thì sẽ yếu hơn 4. Quan trọng nó phụ thuộc nhiều vào bài vở. Ở đây sẽ là một đôi voi này. Quả đầu có 6 cây đấy, cái thủ Chim Sẻ căng mắt ra không nhìn thấy cây quả sau cây gỗ. Đôi voi Summer mà. Đôi trêu cậu này, trốn đâu rồi? À, bù cho bầy hiêu anh em ạ. Anh em yên tâm, tí nữa qua thung lũng là thấy con voi nữa. Làm vòng đi dò, lùa hiêu về. Bầy hiêu đầu có 6 con dành cho thủ Chim Sẻ. À, Summer này rừng dừa. Thông tin bảo vệ Nam Song Kyu thiếu một đồ nữa thôi. Và có thêm một cái rừng đẹp nữa để có thể cơ cấu và dựa vào đóng S ăn gỗ đóng đánh cung. Mặt này thì có thể bo kín với một BE ở sát mấy con vực. Vấn đề bây giờ chúng ta là cần đồ ăn, thêm voi thêm quả. Chỗ này đi qua được thì ảo thật đấy. Cảm ơn anh Nguyễn Cường đã gửi tặng chim sẻ nắng 30 sao nhá. À, lùa bầy hiêu này về. Một bầy hiêu một con voi. Và kiểu gì cũng sẽ có thêm đôi voi cộng với bãi quả phụ nữa thôi. Anh em yên tâm. Bài này đánh bao lần rồi. Nhớ map. Rồi giải quyết bầy hiêu này. Con dân đi dò mặt 9 giờ kia kiểu gì sẽ thấy đồ thôi mà. Diễn viên nói nhỏ thôi anh ơi. À ok, xin lỗi anh em, chắc là mic em hơi to. Em sẽ tiết chế lại một chút. Đóng nghe chưa? Giờ đóng rồi. Đang đi dò mặt 9 giờ chưa thấy thêm đồ gì. Nhưng mà một lát nữa kiểu gì cũng sẽ có thôi. Qua thung lũng là thấy. Đây, bài Nam Song Kyu nó có hiệu đầu 5 con, một đôi voi. Bố đầu cũng không phải quá xa nên cho Nam Song Kyu trận đấu này. Khai thác mấy con hiệu dừng ok đây rồi. Cần một bãi quả nữa thì là Nam Song Kyu. Lại lag các anh em nào bị lag không nhở? Cắt phế cao thế. Phế gì đấy anh Thức Quý Tộc ơi? Phế gì cao đấy? Đây đang có máy Nam Song Kyu đây anh em. Rồi lại một vòng để tìm bãi quả nữa thì đến từ game thủ Nam Song Kyu thôi. Check lại những chấm đen gần nhà, tránh dò lỗi. Chiều nay thì Chim Sẻ Nắng và game thủ Anh Huy đã vượt qua bộ đôi Vên Lớp và game thủ Cam Quýt đến từ Kalana Hà Nội với tỷ số 3-0. Hình như là qua thung lũng rồi anh em ạ. Đâu cho xem cái thung lũng cái nào. Đây, thung lũng đây đấy. Tôi bảo rồi, bài này kiểu gì có thêm voi anh em. Bài đánh rồi, map đánh rồi mà. Còn bãi quả nữa, mặt giữa nhà cơ. Quá hôm nay chưa dò ra thôi. Đó, vâng, đúng có quả phụ giữa anh nhà, anh em thấy chưa? Tôi đã bảo anh em rồi, map đánh rồi, nhớ map rồi. Ba voi yêu đầu quả phụ bên ngoài kia. Hải làm 2 triệu 6 thì đã sao kê chưa? Ui anh ơi, em được anh Thành anh tặng 2 triệu 6 thôi. Cảm ơn anh Thành tí. Không biết là anh Thành đang có xem không hay là anh ấy lại chuẩn bị đám cưới rồi. À, cống nốt con voi về, 3 voi bầy hiệu bãi quả. Đến từ cái thủ Chim Sẻ, Nam vẫn đang cố gắng tìm thêm một đồ cuối. Anh em bảo bốc phét đâu. À, có thêm voi đấy, cái thủ Chim Sẻ này. Anh em lại cứ bảo em bịp, em nói thật mà, có đúng anh em nào xem từ đầu trận em đã bảo là bài này còn thêm đôi voi bãi quả phụ nữa không? Ông nào đang đi ăn hiêu đây này. Vâng, có một nhà rất gần đây, khả năng cao là... Không biết là ông nào gần nhà Chim Sẻ đây. Chắc là Chim Boy rồi. Đây, bây giờ con voi nữa đưa về. 2 triệu 6, Sẻ 50, Nam 50, Hải đớp 2 triệu 5. Ui giời, anh ơi, được tặng 2 triệu 6 này thì em đớp hết. Chứ làm gì có chia cho ông nào. Em đớp hết anh ơi, anh Khái Lửa, đớp hết nhá. Và đeo lên máy của anh thủ Nam Song Kyu. Có thêm bãi quả và bãi hiêu nữa đây. Nói chung là hai hiêu hai voi để ép đời. Nhưng mà con voi của Sẻ thì ở hơi xa, định bảo là cho Nam sang câu con voi nhưng mà xa quá. Xa lắm. Giá thế, ôi tất nhiên rồi anh ơi. Và BM, BL thiết kế. Ai ở cạnh nhà Sẻ đấy?
Chưa biết à? BB. Chắc là Nam sọc chéo luôn chứ, một giò một tê luôn. À, giải quyết nó còn voi thứ tư này, 4 voi bảy hiệu bãi quả, BM, BA. Đây là màu 7-98. Vâng, như vậy là Phonesian ở cánh này chứ không phải là Hitty. Phô của 98 đây, bài 27 dân cộng 1, nâng chặt gỗ luôn. 98 ăn bảy hiệu rách rách này. Còn nói chung là một con phô thì nó có lưỡng quần đời ba rất là khỏe anh em ạ. Nay Hải được cạnh game thủ ngồi gáy to thế. À đúng rồi anh ơi, hôm nay thì anh Đan không bình luận nên là em sẽ ngồi cạnh game thủ. Nói chung là kèo nào mà có anh Đan bình luận thì anh Đan sẽ ngồi cạnh game thủ. Còn em ngồi phòng bên. Chiều nay đấy, như chiều nay thì em ngồi phòng phòng riêng. Còn buổi tối nay thì Kiên bình luận Pet Nam nên là em sẽ ngồi phòng này. Ui, nó bị khóa rồi. Chết ngay con T. Dù con phô nó vẫn rát lắm anh em ạ. Đây là máy con Nam sâu kill. Thì ấy, lỗi đuôi vòi đâu đấy. Ở đây đuôi vòi đây, ngay trước cửa nhà đây. Chưa, đang gặp chip boy, chọc chip boy rồi. L2. Ô, nó có T kìa, té đi. Bài chip boy đang còn lực từ khoanh ruộng. Con giò không giáp ở chỗ yếu thế. Nó đập cái con nửa mình thế này. Tránh Đào Duy Khánh nhá. Căng đấy, bài 98 lên cũng sớm. Sẻ cho vẫn xin T ra để chơi 98 thôi. Chết con T thứ hai, còn làm con T thứ ba đấy. Vâng, MBA, để huy thủ chim sẻ và nâng cấp bánh xe. Làm gì đấy 98. Vâng, vẩy E, vẩy A, vẩy E, vẫn hở, một E nữa, đã kín. Đây rồi, biết rồi, đang bo đây, đang chém cho nhả nhựa đây. Để cho đội bạn phải đi vòng. Và thực tế bảo vệ 98 đánh 1L1A và đã kín nhà xong, để cho huy thủ chim xe. Rất vất vả, cái đối đầu với con phô này 98. Bài phô nó vẫn là một đơn vị lưỡng quân cực kỳ khỏe. Còn đánh giá rất cao con phô này. Ui, ui giời ơi. Mùa, ui. Vâng, thành công đến từ game thủ 97. Đến mệt vâng. 98 cho hoa mắt với mấy tình huống 7 em vừa rồi. Nhà này nó bo kín được, ảo chưa. Nhà này bo kín được. Giết con sư tử này thôi và kín nhà đấy, thủ chim xe. Bo nhà khéo, không biết thế đi nào luôn anh em ạ. Ra ruộng, sóng quần, máy Nam sâu kill. Múa dẻo thật. Ông bài khỏe lắm, cả hai nhà bạn cùng khỏe chứ không phải một người khỏe đâu. Sẻ đang bảo bạn khỏe thế, chip boy đang có 4 cung R đây rồi. Nam đang đưa lạc đà sang để đi. Em dai đang đi cung R hitty cho đây. Đánh BA cao nó đẩy luôn đây này. 5 lạc đà đang đi vào bài cung R hitty này của game thủ Hello Chip Boy. Và đeo máy game thủ chim sẻ với timeline là 38. Vẫn hơi khoai. Còn phô của 98 nó vẫn là một cái gì đó quá thế lực. Nhưng mà có cả cung R ở đây nữa rồi. Lạc đà 98 và lạc đà Nam sông kêu có vẻ là ngang phèo nhau. Nhưng về khả năng rỉa lạc đà giữa cung R Summer và Hitty tất nhiên là sẽ yếu hơn đội bạn. Đây là Nam sông kêu đang đi cung R 98 của game thủ Chip Boy vẩy e tưng bừng này. Chém nhiều cung R phết rồi đấy. Bạn vẫn đang bắt đều 4A. Cũng bình thường. Bắn bắt được cung đây nhưng không biết là có ra ruộng hay không. Giống bài ăn hoang lắm. Không nhiều lắm. Vừa phải. Em chết bao nhiêu thì chip boy chết bấy nhiêu. Tham lại là 33 đến từ cái thủ Nam sâu kêu. Đây đang đè cung R hitty chém bài cung nhà 2L này. Vẫn đang chém cung R chip boy nhưng mà cảm giác nó vắt đều quá. Không, cung nhà rồi, thoải mái đấy. Và đang cố gắng chém cung R đội bạn. Lạc đà đỏ máu là quá nhiều đến từ cái thủ Nam sâu kêu. Toàn đỏ bình thôi. Bài 2L không bánh xe này. Con đôi ăn hoang này. Bài chip boy đi ăn hoang sóc quân đấy. Tầm này chắc ra được vài cái ruộng thôi. Đây là máy cái thủ chim sẻ. Đang bắn được bãi vàng của cái thủ 98. Năm nay 48 đấy là sẻ. Cung R mới chỉ có giáp 2. Chưa có giáp 4. Tầm xa 7 cộng 1. 98 nó không để mấy con nông dân mình. Tầm này thì khả năng cao đội bạn sẽ xúc Nam sông cửu đưa về thế 2-1. Cầu 7 đã đi quân. Và chim sẻ đang sẽ đưa hết cung R mình đi bắn 98 thôi. Đưa quân ở nhà sẽ bo lại ngay. 98 chết nhiều dân rồi. Nâng cấp chặt gỗ 2. Và bắt nốt tần dần kìa, sát mép cánh rừng kìa. Đây là máy Nam sông kêu hơi khó đấy, nhưng mà để hai nhà ốp vào. Nâng máy xe chưa? Bảo trẻ ăn thua dừng một tơn, nâng máy xe lên đi. Bắt buộc là không được xin lạc đà nữa, phải nâng máy xe rồi. Thì dù gì nào cũng phải nâng máy xe. Tham lai đang số là 55, đây là cái thủ chim xe. Đây là lạc đà của 98. 98 vẫn tích được số lượng lạc đà là cực kỳ đông. Bây giờ thì chip boy cũng
đi quần sang đây rồi. Timeline 60 đến từ cái thủ chim sẻ vẫn rất căng. Ờ, xem bãi quả cái nó còn ăn không em? Vâng, tham đè rú rụi rồi, không có dân đi chip boy. Đấy, bài ăn hoa sóc quân mà, đã bảo bài ăn hoa sóc quân từ đầu gì. Thế thì thôi nhờ, anh em nhờ. Ôi, gãi tí cho nó mát. Tham lại 66, thông tin bảo vệ Nam nó bị 2-1, đây là máy Nam sông kiểu. Ờ, dí được bạn được. Đường nào thì Nam cũng bỏ nhà rồi, ôm dân bỏ chạy em ơi. Câu giờ một tí vậy, đây bãi quả này, không không. Vâng, giữ nha, giữ nha. Nhà kia chạy đi. Ôi, trong 36 kế đi chuồn là thượng sách. Té. Đến tầm này là hay lắm rồi. Phút thứ 22 ở trong trận đấu đâu. Và vẫn giữ được tham 30. Trong đó sẽ bắt đầu dí đến nhà VA của Chip Boy. Nó kéo quân về đấy sẽ ơi. Tham này là 72. Nam sẽ đưa vào trong để ăn dân của cái thủ Chip Boy. Một bài mà Chip Boy không có dân. Vâng, đang có bài châu quân của Chip Boy. Sau tên này thì đội bạn sẽ ốp chúng ta một tơn. Căng đét là ốp chúng ta một tơn. Và không ốp được đội bạn sẽ quýt. 70 là tham lai hiện tại đây thủ chim sẻ. 98 đang giữ được số lượng lạc đà là cực kỳ đông đấy nhá. Giữa nhà kia sẻ, giữa nhà kia. Vâng, vậy em vào nhá anh. Ôi ơi ơi, ơi ơi ơi, tí đi. Kéo quân về thôi. Vâng, vậy em vào, sửa đi. Vâng, đây là lạc đà và cung lờ của cái thủ 98. Chưa, ôi giời, lọt nhà. Thì vào đây thì bắt nốt nó lại vậy. Đây là những con nông dân cuối cùng với thủ 98. Đám bạn bè cung đò sẽ đẩy chơi. Và những con cung đò này mới chỉ có 32. Đàn đài 98 còn khá đông. Và sau thì cũng đỡ nhà như thế này. Chúng ta đỡ nhà là win. Mà chỉ Chip Boy không có dân. Ê Nam ơi. Rồi. Sẽ đã 7E để cản sát thương của những con lạc đà trong đây. Cái thủ 98 dân kìa Nam ơi. Giữa nhà. Trong nhà vẫn còn một lạc đà sẽ ơi. 70 đó tham lại hiện tại đến từ thủ chim sẻ. Còn tới 3 lạc đà trong nhà. Và sau tuần này thì 17 sẽ đi fit đến thủ U98 và chỉ còn Chip Boy với bài đấu cầm hit đi không có dân. Và lạc đà một máu ạ. Bo lại nhà. Nam sông kêu đang đưa ra bên này. Chim cơn vàng lên cái đầu máu gái cho nó khỏe. Có luôn. Đây bắt nốt lạc đà này rồi. BC. Và như vậy Nam xin chăm gỗ sẽ không cho. Bắt Nam sông kêu ngồi nhìn. Ở cái đường đấy em ơi, mày cái đường đấy cho anh. Rồi bơm rồi. Thế thế. Giờ không làm việc anh em chửi chết. Làm việc đây. Chip Boy đang trông mặt từ nhà của cái thủ Nam sông kêu sang. Nâng đầu máu. 7E và đưa quân về bắt. Thế thế nhà BA chúng thể năng nó hơi loằng ngoằng anh em ạ. Mày im mõm lại một phút để anh em xem à. Yên đẹp. Phải nhé gọi kêu viên ra khóa chat ông này lại ngay bây giờ chứ. Anh muốn em im nhưng mà những anh em khác muốn em nói. Có anh là muốn em nói không ạ? Vâng, bây giờ anh em lại có 1-0 nữa là em không thật luôn đấy. Vâng, 3-1 trong trận đầu tiên và ra đến với trận đấu thứ hai thôi. 1-0 về C dành cho bộ đôi chim sẻ nắng và Nam sông kêu. Trận đấu khá tốt khi mà Chip Boy không có thế và không có dân. Một bài chúng ta khung nhà đứng thủ thôi, không phải đẩy nữa. Nhìn thấy Chip Boy không dân về thủ luôn. Và chờ đợi đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi. 1-0 về C rồi.